Hello cả nhà thân yêu, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Gà Lên Thang nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Thì hôm nay mình trở lại mình thăm mấy bé chó con nè mọi người. Có rất nhiều anh chị thắc mắc với mình á, là nói thì tại sao không bắt những bé chó đó về. Đó thì cứ nói vòng vòng những cái câu đó không mọi người ạ. Thì mình nói với tất cả mọi người luôn là chó đó, nó có chủ nha mọi người nha. Thì nói chung là ở quê mình người ta hay nuôi chó á, thì người ta thả nó đi rong vậy đó. Nó ra nó sành sảng ở ngoài chỗ cái suối á, chỗ rừng. Đây là khu vực rừng núi nha mọi người. Thì nó đẻ ở chỗ đó thôi, người ta nuôi nó thiên nhiên mà. Cũng giống như là cái bát mũ trơm mà mình đưa mấy bé về lại mọi người ạ. Ở quê mình là người ta nuôi như vậy. Là chó có chủ nha mọi người. Thì mỗi lúc mà mình lên mình quay video á, thì mình phải hỏi chủ đàng hoàng. Mình lên mình xin anh hay chị gì đó thì cho mình tới quay những bé chó đó, chăm sóc những bé chó đó. Chứ không phải là mình cứ thích là mình chạy vô mình quay đâu mọi người ạ. Thích là mình vô cho mình ăn đâu. Thì người ta mà biết được là người ta đánh mình đâu mọi người ạ. Thì mình phải xin phép. Nói chung mình làm bất cứ một cái gì cũng vậy hết á, mình phải xin phép nha mọi người nha. Thì hôm nay mình lên á là mình cho mấy bé ăn xúc xích nha mọi người ạ. Đây là xúc xích con heo nè. Mình mua 3 bịch, hôm bữa mình mua 4 bịch, nhiều quá. Mấy bé ăn cũng không có hết, hôm nay mình mua 3 bịch. Với lại mình mua cái thuốc sổ dung. Thuốc sổ dung á thì khi mà mấy bé uống vô á, uống mà không có ăn á mọi người, uống xong là 2 tiếng sau mới cho ăn thì nó sẽ tốt hơn, hiệu quả nó tốt hơn. Nhưng mà mấy bé này là mấy bé rừng nha mọi người nha, mình không có bắt được tại vì nó chạy qua chạy lại không à. Với lại mình bắt sợ nó la nó kêu đồ á, chủ người ta không thích nên mình sẽ bỏ vô trong cơm cho nó ăn luôn. À, mình bỏ 4 viên là 4 bé nha. Thì nếu như mà có bé nào ăn nhiều bé nào ăn ít á thì cũng không có sao. Nếu mà trong bụng mà có dung á thì con dung nó ăn trúng thuốc là nó sẽ chết thôi, nó chết ở trong bụng tiêu hóa, có đỡ hơn không nha mọi người. Với lại mình đem cơm ở nhà cộng thêm cái thau nữa, đây là cái thau mình mua nè, đó bỏ ông thau cho nó sạch sẽ cho mấy bé ăn, rồi bé lớn bé nhỏ gì nói chung là ăn hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đến thăm mấy bé nha, coi thử mấy bé như thế nào. Mỗi ngày thì mình sẽ đến cho mấy bé ăn ăn cơm, rồi có thể là mình sẽ giúp mấy bé là có một cái nhà nhỏ nhỏ mọi người, cho khỏi trời mưa. Trời mưa đó mình làm một cái nhà ngay chỗ cái hang á, lấy cái gì hay cái bạc hay là lấy cái gì đó mình làm cái mái cho nó không bị trời mưa ướt á. Rồi bây giờ mình đi tới gặp mấy bé nha, cho mấy bé ăn cơm. Đây là ăn cơm buổi trưa. Ok đi thôi mọi người, mọi người hãy đồng hành cùng mình video này nha. Mấy bé đang ngồi nè mọi người, đứa nào đứa nấy coi kìa, đói meo râu kìa, nằm kìa, nó mới ủi cát xong á, nó lè lưỡi liếm liếm nữa chứ, đói lắm rồi, đói dữ lắm rồi. Mọi người thấy dễ thương không mọi người? À bé nhỏ ngay chùi chùi trong cái lỗ kìa. Có hai đứa giống nhau Ngọc hơn, hai đứa kia giống y chang luôn à. Còn cái đứa kia mặt, cái đứa mặt sắc kia nó cũng giống luôn, điều nữa cái màu nó khác nhau thôi à. Ngứa là mọi người, chắc là bị bọ chét á, ngứa. Giờ hai anh em mình lấy cơm cho mấy bé ăn nha mọi người nha. Cũng là xúc xích heo. Tại vì mọi người biết không, ngay chỗ mình á là kiểu như mình đi mua cơm rất là khó mọi người ạ. Thì vùng núi mà xuống dưới chỗ làng á, tại vì ít người ăn nên người ta không có bán, nên đi mua cơm rất là khó. Ngày hôm nay mình cho bé ăn xúc xích nữa nha. Đem cái thau đi cho sạch mọi người. Mình mang 3 bịch xúc xích, 3 bịch là 15 cây. Xúc xích này ngon lắm mọi người, mình đã ăn thử rồi. Xúc xích nó có nhiều loại lắm, cái loại rẻ tiền thì ăn nó dở, còn cái loại này loại ngon á. Loại này mình cũng thích ăn lắm. Thì mình sẽ cho mấy bé ăn, mình cho thêm miếng nước nè. Đó, nước suối mình có mang theo nè. Bỏ cho nó ướt ướt tí xíu mọi người. Hôm qua mình cho mấy bé ăn nhưng mà kiểu như là nó khô quá, ăn nó dính miệng á. Bé chó mẹ mọi người thấy mình sợ, với lại bây giờ bé muốn tách con rồi. Tại vì mấy bé chó con là lớn hết rồi, bu lại bú sữa cắn vú đau quá chịu nổi, mày chạy không mọi người à. Kiểu như là bây giờ muốn kiểu như muốn tách con ra hoài, muốn bỏ con rồi, không có cho con bú nữa rồi. Ngồi cho đây mát chứ ở ngoài nắng nắng ghê lắm, nắng tẹt đầu luôn. Mọi người nhìn cái hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa, ngon lắm, hấp dẫn. Hy vọng là mình bỏ thuốc
sủi dung vô cho mấy bé ăn, nó mấy bé sẽ hết dung nha mọi người. Nếu như có dung, chắc là mình nghĩ là bé nào cũng có dung thôi. Có hay không có thì mình cũng phải bỏ ngừa. Đây là 4 viên thuốc nè. Viên thuốc này mình mua ngoài thuốc y á mọi người. Thuốc này dành cho chó nha. Thì mình đã hỏi bác sĩ thú y rất là kỹ, rất là rõ ràng rồi. Trước khi cho uống thì mình hỏi kỹ lắm mọi người. Bây giờ bỏ trong cái bịch á. Em bỏ trong cái bịch xong em đập cho nó nhuyễn ra. Nhuyễn ra xong rồi đổ vô trong cơm. Đổ lên nha mọi người. Rồi em trộn đều lên ngập. Em đổ thêm miếng nước đi. Đổ miếng nước vô xong rồi trộn lên. Mình không có cho ăn mặn nha mọi người. Với lấy xúc xích với lại cơm là vừa đủ rồi. Rồi được rồi, được rồi. Ướt quá nó không ăn á. Nhìn hấp dẫn chưa? Ngon quá. Mình trộn lên nhưng mà kiểu như là nó không có có dính cái xúc xích với lại cơm vô với nhau á mọi người ạ. Nên bây giờ mình quyết định là mình bóp cho nó nhuyễn ra luôn nha. Nó nhuyễn ra rồi cái mấy con chó nó ăn vô thì nó dễ ăn hơn, nó ăn vừa có cơm vừa có xúc xích. Chứ nó ăn xúc xích không nó để lại cơm nữa. Nó nhuyễn ra rồi đó mọi người. Cỡ này là nó ăn được rồi, nó ăn ngon á. Mình đổ thêm nước quá trời luôn á thì nó không có còn nó dính ăn dính miệng nữa. Mọi người xem nè, nó rung đầu luôn nè. Đói ha, đói rung á mọi người. Con bé vàng nó rung kìa. Còn em trai mình đào một cái lỗ để bỏ cái thầu xuống á cho nó kiểu như là nó thấp xuống á mọi người cho mấy bé tối ăn nha. Đây nè. Con bé trắng trắng này nó rung rung nè. Đói lắm mà rung quá trời. Từ từ con ơi, từ từ tới ăn nè, từ từ nha mấy con nha. Nhìn thấy bé rung rung nè mọi người, chờ thấy cái nồi cơm tới kìa. Thấy nồi cơm tới kìa. Đã ăn nè con. Đó, trời ơi, bắt đuôi kìa, trời ơi, cưng chưa. Tao đây con trai cưng. Yeah, giỏi nha, tao đang ăn nha con. Tao đã ăn nhiều lần nó dạng rồi. Quen rồi. Ba bé kia thì còn nhát lắm, còn bé này quen rồi. Đói lắm mà mọi người, đó thấy không? Bữa nay ốm lắm nha mọi người nha, ốm lòi xương rồi. Tới ăn đi con. Quậy đuôi kìa. Mình cho ăn vài bữa nữa là quen thôi mọi người. Chắc cũng chịu về với mình thôi. Mình sẽ tìm cách đưa mấy bé về nha mọi người nha. Bà lớn này bà ham ăn đó mọi người ạ. Ham ăn dễ sợ luôn á. Đợi cắn á. Ăn đi. Ok. Không có cắn nhau nha, ăn nha. Không cắn nha mấy con nha. Giờ hai anh em mình qua bên kia ngồi tí xíu nha, để cho mấy bé tới ăn. Đi Ngọc. Đi. Mọi người thấy mấy bé dễ thương chưa? Đó, tới ăn kìa. Con bé trắng gì sao nó thụt lui rồi. Cái con bé bự bự nó mới đi ra đó mọi người, là con bé nó hung dữ nhất á. Đó, đầu đàn á. Hung dữ á. Còn bé trắng kia là con bé cọt nhất á, nhỏ nhất. Thật sự là cái thau đồ ăn nó rất là ngon mọi người ạ. Ngon lắm. Ăn đi con. Mình cho mấy bé ăn xong á, trong thau nó vẫn còn đồ ăn á, mình để đó luôn nha mọi người nha, để cho tí bé cho mẹ về ăn á. Hồi nãy á, mình đến á, thì không thấy bé cho mẹ nha mọi người. Thấy chó con không à. Bà trắng trắng kia kìa, nó lui kìa. Còn bà kia sao đi ra đi vô vậy ta? Ăn cái bụng như thùng phi rồi còn nữa.
No hết rồi, no no bỏ chạy rồi. Coi cái con kia nó lùng mà nó ú à. Mà kia leo lên ăn no không leo lên rồi. Xong, ăn no hết tán rồi. Ăn no hết rồi, ăn no thân chạy hết rồi. Còn mình biết kia ăn, ăn dai nhất à. Lùng lùng mà ú nu nữa nhá. Nhìn nó cưng gì đâu luôn á. Nhìn đẹp lắm. Mọi người nếu như mà mọi người nhìn thấy bé ở ngoài á, ở trong cái màn ảnh nhỏ của mình thì mình không biết sao, nhưng mà ở ngoài rất là dễ thương nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Nó ú nu à, ú nu mà nó lùng lùng xịt à. Nó leo lên kia hết, còn chỉ có một bé ăn thôi. Chó mẹ đâu sao không thấy ta? Con bé này nè, cái mặt của nó màu vàng, còn bé kia cái mặt nó màu trắng, nhìn giống như nhau luôn, gì khác màu vàng với màu trắng thôi à, chứ không khác cái gì hết đó. Chui vô hang, ăn xong chui vô hang á, nấp lại sợ. Ở dưới này có một cái con suối lớn lắm nha mọi người nha. Thì mọi người không có lo khát nước đâu, mấy bé có thể ra uống nước được. Chui lên nè. Mình là mình cân bé này nhất nè. Bé này nó hiền mà dễ thương nữa. Con bé đang nằm bên kia. Còn bé này đứng nó nhìn cái gì kìa. Nhìn xuống cái hang của nó. Nằm ngủ á. Nằm trong hang ngủ á. Không biết sao mà mình thấy mấy bé cứ rung không mọi người. Hay là lạnh quá rung ta. Hay là bị gì rung. Mà trời gió rất là mát. Mình thì cảm thấy rất là mát nha. Nắng, mát. Gió dữ lắm mọi người ạ. Nhưng mà ban đêm thì có lẽ rất là lạnh nha. Ban đêm quê mình lạnh lắm. Ban đêm mình còn chịu không nổi nữa mà. Tối ngủ phải chùm mền đó mọi người ạ. Bên trên đây không biết mấy bé tối ban đêm là ngủ ở trong đây có lạnh hay không. Chắc là rất là lạnh. Ở trong cái lỗ tai của bé mình thấy có ve nhiều lắm. Cái con ve chó, con ve chì á mọi người ạ. Ve chì mà nó nhỏ nhỏ. Trời ơi, nó bu đầy lỗ tai luôn. Ơi quá trời ve luôn mọi người ạ. Bu tràn ở trong lỗ tai luôn kìa, nhìn nó ghê lắm. Nhưng mà mình không biết làm sao mà để bắt cho mấy bé đây. Chắc là tập sau thì mình sẽ mua cái thuốc trị ve nha mọi người. Mình sẽ bắt mấy bé cho mỗi bé ăn một viên. Tại vì nhiều ve quá, ve chì không à. Sủa à, bé kia sủa kìa. Sủa gì á? Hả? Sủa gì vậy, cục cân? Càng sủa thấy nó càng cân à. À, sủa mà quắt đuôi nữa kìa, mừng. Chạy rồi, bỏ chạy rồi. Nhìn như là con heo vậy á, mà ống nu à. Chạy rồi, chạy rồi. Mấy bé trốn trong cái hang động nè. À, chờ 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 cái mặt kìa. Cái mặt kìa. Cưng chưa? Ra đây mấy con. Mấy con ra đây. Ra đây chơi nè. Ra đây. Chờ cái mặt kìa. Mát á. Ở chỗ này mát lắm mọi người ạ. Rất là mát nha. Nằm trong hang này ngủ nè. Hai cái đứa nhỏ này. Nó thiệt là dễ thương. Hai đứa này nó giống nhau mọi người, giống như là hai anh em sinh đôi vậy á. Nó giống từng mm luôn. Kể cả con mắt, kể cả cái tay, cái chân gì đó. Cái mặt nó y chang luôn. Rồi con bé kia trong kia sao nó nằm nó rung dữ vậy ta. Nó rung mọi người ạ. Chắc là rất là lạnh mọi người. Rung. Hay là nó bị bệnh gì mình cũng không biết nữa.
Đừng có chui đi nha. Bỏ đi à. Ở trong hang này không biết có rắn hay không nữa, mình cũng sợ rắn luôn người ạ. Nhiều khi rắn nó trú trong hang đây, tối nó bò ra nó cắn nữa. Maybe đói, maybe ra ăn lại. Ăn đi con. Cô con ăn đi. Ăn đi mấy đứa. Đó, mọi người thấy không, con trắng nó sao nó có rung 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 không à. Hồi nãy á, cái bụng nó ốm nhom mà, bây giờ nó ăn cơm nó no rồi đó. Rung hả? Sao? Sao nói biết nào? Chui chui à. Mọi người nhìn thấy giống chó rừng không mọi người? Con bé nó nằm nè. Ê. Mọi người nghe cái tiếng xe không? Xe mà nó chạy á, đó là xe cẩu nha mọi người nha. Xe cẩu người ta múc đất, múc đồ trên núi để người ta làm những cái cây trụ điện á. Sửa vậy. Quê mình bây giờ người ta làm điện năng lượng gió nè, năng lượng mặt trời nè. Rất là nhiều mọi người ạ. Đi kiếm bậy bạ ăn á. Nhỏ cái sủa kìa. Hình như nó bị thiếu canxi mọi người ạ, nên nó ăn cát. Nó đi cạp đất nó ăn. Trời ơi, nó ra nó ăn cái con gà chết, con gà con chết. Hai ba đứa rủ nhau ra nó ăn gà chết mọi người. Con bé kia nó sủa quá trời. Bữa nay quen mình rồi mọi người ạ. Cưng chưa? Các con cưng. Này đây con, nè. Mình cho ăn á quen rồi. Cái bé chó mặt trắng trắng kìa. Đây có con này, có con cưng. Đây con. Trời, hai đứa nhảy kìa. À, quen mình rồi mọi người ạ. Vuốt đầu cái rồi. Này, tới đây. Đây này. Quay vẫy đuôi kìa. Thấy nó chịu mình đó. Bung bự. Mình khoái con trắng kìa. Con trắng nó chui đi rồi. Con bé trắng này nó kiểu như là mình đụng nó được rồi. Đây đó, đây hai đứa. Hai đứa dễ thương thiệt chứ. Nó rung, bé trắng sao nó rung dữ không biết mọi người. Nó rung lắm. Chui đi kìa. Thấy chưa, mọi người thấy chưa, mình đã thuần phục được bé rồi nè. Trời ơi, con bé này nó tới nè, nó tới nè, nó con. Dễ thương. Mình đã sờ được bé rồi nha mọi người nha. Tại vì mình cho bé ăn á, không biết sao bé rung dữ mọi người. Rung lắm. Nhờ, nhìn mặt nó nè. Trời ơi, dễ thương. Ráng ăn cơm cho nhiều nha con nha. Còn mọi người con bé này nè, nó li lưỡi nè. Con, đây. Thương lắm nha, thương lắm nha. Mình cho ăn mấy bữa nữa, chắc có lẽ là bé sẽ thương mình đó mọi người ạ. À. Bé này nó ốm nhất mà nó nhỏ nhất luôn, nhỏ nhất trong đàn á. Đây, con, lên con, lên con. Đây, thương quá, thương quá rồi, thương quá trời luôn. Bụng uống nu à, bụng uống nu à. Bé này là bé đực nha mọi người, bé chó đực.
Nương quá trời luôn. Cưng không mọi người, thấy mình để tay nè. Đi, để tay cái để đầu lên con. Trời ơi, dễ thương. Để đầu lên nè. Để đầu lên, để đầu lên con, để đầu lên. Đầu lên tay nè. Lên. Cưng gì đâu á. Bé bị bệnh gì mọi người, cứ cái chân nó kiểu như là nó cứ đứng nó chàng hãng ra, rồi xong nó rung. Rồi. Nè, người coi cái chân nè. Rung không à. Hay là lần đầu tiên sợ, lần đầu tiên thấy sợ. Hả, con trai cưng. Đừng có sợ nha. Đừng sợ nha con nha. Đừng có rung nha. Hay là bị bệnh gì cứ mình cứ sờ cho người bé, mọi người rung ngứa lắm, rung cập luôn. Bỏ lên, bỏ cái đầu lên đây. Bỏ đầu lên. Ngờ. Ai làm gì con mà con sủa như vậy? Hả? Có ai làm gì đâu mà sủa dữ người ta? Rồi mình đi về nha mọi người nha. Mình đi về để cho bé chó mẹ tới ăn cơm nha. Tại vì hồi nãy mình thấy bé chó mẹ chạy tới một cái là xong cái thấy mình là chạy đi mọi người ạ. Bây giờ mình đi ra chỗ khác để cho bé chó mẹ giờ ăn cơm. Rồi mình cũng xin dừng video tại đây luôn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành thời gian báo xem video của mình nha. Nếu như mà mọi người xem video của mình thì hãy ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh. Nếu có xuất hiện quảng cáo thì mọi người hãy xem quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Bữa sau mình mua thuốc trị ve lên cho mấy bé uống. Thì mình đã nói rồi nha, thì chó đây nó có chủ mọi người ạ. Chứ không phải là không có chủ đâu nha. Nhưng mà chủ họ chăm sóc không có bằng những người ở thành phố thôi. Tại vì ở quê họ chỉ chăm sóc như vậy thôi mọi người ạ. Tại họ còn đi làm, họ còn cuộc sống mưu sinh. Đó, thì mọi người xem video của mình thì mọi người hãy hiểu cho họ nha. Mỗi ngày mình chăm sóc cho mấy bé cho đến khi mấy bé lớn thôi. Mọi người hãy ủng hộ cho mình nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những tập video tiếp theo nha. Bye bye các con nha.